thương mại huyện Lai Vung. Hôm nay là hello các bạn. Hôm nay là 25 Tết. Thì đây là chợ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Một góc chợ bên này. Thì người ta đã trưng bày bông ra bán để mình chạy qua phía bên kia, mình quay phía bên kia cho các bạn xem. Đây là góc chợ phía bên đây. Người ta đã bày ra được bao nhiêu đây rồi các bạn ơi. Cậu đang rắn mấy cái đèn.